Hôm nay Thuận sẽ chỉ anh em cách tải cái bài hát từ Zalo gửi về Zalo nha anh em. Thì đây là cái bài hát mà Thuận được một cái Zalo của Thuận gửi qua làm thử cho anh em coi. Anh em thấy dấu chỉ xuống không? Anh em bấm vô một cái nha. Rồi, đợi khi nào mà nó hiện lên như vậy nè anh em. Anh em tắt nó đi nè. Xong anh em lấy ngón tay để nhẹ vô thôi. Nó sẽ hiện chữ này. Anh em thấy chữ lưu về máy không? Anh em đụng vô cái đó, bấm vô đó thì nó sẽ tải về máy rồi nha anh em đợi, có nhiều máy đợi 1 phút, có nhiều máy mở ra là có liền, nhưng chúng ta cứ đợi lâu lâu cũng được. Xong anh em thoát ra, anh em vô trong cái phần, thì đa phần là nó nằm trong cái phần quản lý tài liệu đồ anh em đó, file của bạn đồ này nọ đó. Anh em sạc điện thoại lâu chắc biết rồi, đây là anh em thoát ra này đó, nó nằm trong 2 mục này. Một là trong bộ nhớ máy, hai là phần tải về đó. Thì trong 2 3 phần này thôi, bấm vô trong tải về không có nữa, anh em lùi nha. Đa phần là nằm trong bộ nhớ máy nha anh em, tùy theo mình cài đặt anh em cứ tìm, nó nằm trong chữ download nè đó. Cái này là gọi là tải về nè anh em, phần này là tải về nằm ở trong này. Anh em bấm vô cái nó sẽ nằm được thường trong Zalo, anh em bấm vô chữ Zalo đó. Thì bài nhạc nó đã vô đây nha anh em, từ lúc 14 giờ 14 phút đó, 14 giờ 15 phút mới vô được 1 phút. Anh em lấy ngón tay của mình á, bấm nhẹ vô đó, bấm lên là nó hát nè anh em đó. Thì anh em muốn sao chép làm gì tùy anh em thôi đó, sao chép qua thẻ nhớ khác mình di chuyển nữa thôi anh em. Nó sao chép vào đây nè, rồi cảm ơn anh em nha. Đó, anh em muốn chuyển nó qua thư mục khác hoặc thẻ nhớ thì, nhưng mà tại máy này Thuận gắng cố gắng thẻ nhớ nên anh em cứ làm vậy là được ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ làm việc và đi săn bẫy được gặp nhiều thành công nha. Cảm ơn anh em nha. Chào anh em.